Rồi, chứng minh nè. Chứng minh AH vuông với lại AE. AH đây nè mọi người. Đây nè, chữ H đây nè. Đó, đường này vuông với đoạn này nha mọi người. Đó. Rồi, thì bước đầu tiên nè, là sẽ chứng minh cái hằng ABD này vuông với lại FC. Đó, ta xét cái tam giác, xét cái tam giác AFC, cái chữ F dưới đây nha mọi người. AFC ta có, ta có. Thứ nhất đó là FE, FE là đường đường cao. Ok chưa? Và CA, CA là đường đường cao. Giả thuyết, giả thuyết mà ta có FE cắt CD tại, xin lỗi, CE nha, CE tại tại D. Vậy suy ra D là trực tâm của tam giác, của tam giác AFC. Trực tâm thì suy ra AD là đường đường cao, là đường đường cao. Mà đường cao thì suy ra sẽ vuông góc AD vuông với lại, vuông với lại FC, vuông với FC nè. Mà ta có AH cũng vuông với FC. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì suy ra song song. Được chưa? Song song một ý. Sau đó các bạn chỉ cần chứng minh AE vuông với lại BD. Xin lỗi, ở đây là B. B nha mọi người, xin lỗi, ở đây mình sửa lại chữ B nha, các bạn sai nha, chữ B nè, cẩn thận giúp đỡ nha, chữ B nha mọi người, tam giác là BFC, xin lỗi mọi người nha, trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai các bạn cố gắng comment giúp đỡ nha, cố gắng comment giúp đỡ. Đây là B nè, đây là B nè, sửa lại giúp đỡ đó, cẩn thận nha, sửa lại đó. Ok chưa? Rồi, hãy chứng minh BD cũng vuông góc với AF. Quá dễ. Thì ở đây mình không có chữ gì, mình đặt là chữ L nha mọi người. Gọi, gọi L là giao điểm của gì ạ? Của BD và AE. Sau đó các bạn xét hai tam giác bằng nhau, đó là LBA. LBA và tam giác LBE. LBE. Được chưa? LBE ta có. Thứ nhất, cạnh AB bằng cạnh BE. AB bằng BE. Lý do là chứng minh trên của câu A. Được chưa? Tiếp tục, góc B1 bằng B2 là viết lẹ nha. Các bạn viết ba chữ giúp lỡ nha. B2, lý do BD là tia phân giác. Được chưa? Và tiếp tục, BL là cạnh chung. Từ đó suy ra điều gì ạ? Suy ra tam giác LBA bằng tam giác LBE, trường hợp cạnh góc cạnh. Từ đó suy ra cái góc L này với cái góc L này bằng nhau, vậy suy ra BLA bằng BLE. Được chưa? Mà hai góc đó cộng lại bằng bao nhiêu ạ? Hai góc đó cộng lại bằng 180 độ. Lý do hai góc kề bù. Đó, hai góc kề bù cộng lại bằng 180. Suy ra BLA chỉ bằng BLE bằng 180 chia 2 bằng 90 độ. 90 độ thì suy ra BD sẽ vuông góc với lại AE. Mà BD song song với lại AH. Đường này song song với đường này, mà đường này vuông với đường này, suy ra đường này cũng vuông góc với đường này, vậy suy ra AE vuông góc với lại AH. Đều phải chứng minh nha mọi người. Ok mọi người rảnh tay hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp đỡ, giúp cho là được 100.000 follow sớm nhất nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.